Xin chào thầy cô, đây là cái video em chia sẻ cái cách làm đề theo cái khung đề mới 2025 và mình sẽ thi online trên Azuta. Như vậy với cái cách làm đề này 16 câu đầu là trắc nghiệm một đáp án nên các thầy cô làm bình thường. Sang cái câu thứ hai thì là đúng sai thì các thầy cô sẽ ra đề như thế này. Đó. Sang phần thứ ba là trả lời ngắn thì các thầy cô vẫn ghi đề bình thường. Sau đó có chữ hết và ghi đáp án. Cái phần đầu tiên thì là trắc nghiệm nhiều lựa chọn thì các thầy cô sẽ có những cái đáp án như thế này. Cái phần đúng sai thì các thầy cô sẽ có đáp án như thế này. Ý rồi câu đúng sai đó. Rồi với cái phần trắc nghiệm trả lời ngắn thì các thầy cô sẽ có như thế này. Câu 1 thì đáp án là gì? Câu 2 là gì? Câu 3, câu 4, câu 5, câu 6. Và nếu như có thì các thầy cô có thể là viết lời giải như thế này. Đó, như vậy kết thúc một cái đề. Tiếp theo là các thầy cô sẽ mở Azuta ra và tạo cái đề thi, tải cái phần đó lên. Đến đây thì nó đã nhận đáp án hết rồi các thầy cô này. Nó đã nhận nhận xong rồi này. Đây là 12 câu đầu là cái phần này, cái phần sau này. Đầu từ câu thứ nhất thì nó sẽ trả lời là đó, đúng sai nó sẽ nhận ra. Đó. Còn đáp án của những cái phần này thì nó có đây. Và nó nhận luôn cả phần hướng dẫn giải đây. Đó. Bây giờ thì mình sẽ đi chia điểm cho nó. Cái phần phần đầu tiên thì nó làm bao nhiêu điểm thì các thầy cô sẽ nhập điểm cho nó. Sau đó cái phần này, phần câu sau đây thì thầy cô cũng nhập điểm cho nó, trắc nghiệm đúng sai đây nó đã có, nó nhận biết được cái dạng trắc nghiệm đúng sai rồi. Bây giờ ta sẽ làm thêm. Khi thầy cô mà chia điểm thì cái chỗ này, ví dụ cái câu này là mình sẽ làm là phần này là 3 điểm này, phần này là đúng sai là 4 điểm này, phần này là 3 điểm này. Đó, xong các thầy cô sẽ ấn chia thì lập tức là nó sẽ ngồi nó chia điểm cho mình. Đó, như vậy là nó đã chia xong. Rồi thì mình sẽ tiếp tục thôi, cài đặt tiếp. Cài đặt bình thường như mình đang dùng đấy. Hay riêng khi mà các thầy cô mà làm cái phần trắc nghiệm đúng sai thì nó sẽ có cái phần cấu hình thang điểm như thế này. Cấu hình thang điểm cho câu hỏi đúng sai nó sẽ ra riêng. Trả lời đúng thì được 10%. Đúng 2 ý thì 25, rồi đúng 3 ý là 50 và đúng 4 ý là 100%. Có sẵn rồi. Và bây giờ thì mình chỉ cần xuất xuất bản ra thì khi đó là đã làm được. Và quan trọng là do cái đề của mình thôi. Bây giờ ta thử làm luôn xem sao. Rồi, ta thử làm xem. Khi học sinh mà làm đến cái phần đúng sai, cái phần trên này thì vẫn bình thường rồi, chọn đáp án rồi. Đến phần đúng sai thì nó sẽ có hai lựa chọn đúng sai cho ta lựa chọn. Đây, nó sẽ có rất là rõ ràng cho mình là làm đúng sai đây. Phần 3 của nó thì nhập đáp án, mình phải ngồi gõ đáp án này xuống đây. Gõ trực tiếp đáp án vào đây. Đó, thì đây gọi là trả lời ngắn.
Đó. Sau khi mà mình làm xong mình điền theo kiểu này rồi thì mình ấn nộp bài thôi. Đó, nó sẽ được bao nhiêu điểm đây. Và bây giờ mình sẽ xem đáp án. Đó, câu nào sai, câu nào đúng thì nó ghi sẵn đây. Đây chính là cái kiểu làm bài theo cái đề mới, rất là tiện lợi. Đó, câu nào sai nó bị trừ điểm đây. Đó. Đây, ở đây thì có đáp án đúng và họ có đưa giải thích luôn. Đó. Rất là tuyệt vời. Azota đã làm được cái cấu hình của họ đã up lên được theo cái cấu hình mới. Hy vọng với chia sẻ vừa rồi thì quý thầy cô và các bạn đã có thể có thêm một cái công cụ mới để cho mình làm việc mà nó không bị cảm thấy chơi với cái demo chương trình thi theo 2025. Xin chào và hẹn gặp lại các thầy cô ở những video sau.